mình nghe là nghe lại gặp nhân tứ thì mặt mình ghé ông cụ ông cụ tham khổ hả bên đi không gặp thằng đông 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 ấy bên đi không gặp tù hãy dễ dân hòn mà còn gặp rồi như quán kia rồi đó chờ đợi anh nhìn nó hả kiếm hai má em coi tên dò mày đó mô ngay rồi rồi giờ mày đụng quặng nè chờ con mà về tay mình được này đừng bay nó rồi nói gì chặt lắm nhiều chơi với mình. Yeah, yeah, yeah.